thương hiệu đồng hồ rất là nổi tiếng và quen thuộc với mọi người nè. Oren nè, Beckham nè, Tocqueville cũng như là thương hiệu Seiko. Đây thì mới đầu thì mọi người sẽ nhìn thấy là những cái mẫu đồng hồ là thể thao. Đây là những cái mẫu đồng hồ thể thao. Cái này thì rất là phù hợp cho những người mà cá tính năng động. Hai bạn đang có nhu cầu tìm những mẫu đồng hồ như thế nào ạ? Em mà em biết cái nào mà nó đẹp đẹp, nhìn em nó đẹp đẹp. Nhìn em là giống như hơi bẻ cá tính luôn. Dạ. Cái này thì sẽ là thương hiệu của Casio, thương hiệu của Nhật Bản, dòng G-Shock. Này là chuyên dành cho nam. Dạ. Những bạn nào mà thích tính cách như là thể thao năng động á thì sẽ hợp với dòng này hơn. Đó. Cái này nam nữ đeo được đúng không em? Cái này G-Shock là dành chuyên dành cho nam thôi. Còn nếu như bạn nữ nào mà mình cá tính mạnh thì vẫn có thể đeo được. Cá tính mạnh thì vẫn có thể đeo được. Còn phía dưới này là dòng Barbie Girl. Cái này mới đẹp quá. Cũng là của Casio luôn. Anh lấy cái này được không? Lên đây lấy. Cái này màu hồng rất là đẹp mọi người. Con gái đeo cái này đẹp lắm đó. Đúng rồi, cái này là Barbie Girl là dành chuyên dành cho nữ thôi. Em thấy như kiểu là nó kiểu đồng hồ thuộc cả cá tính nhưng mà nó cũng có một cái nét nhẹ nhàng, nữ tính ở trong đó. Thiết kế sẽ hơi thể thao một chút. Nó không có đồng âm quá mọi người ha. Mình thử cho tay thử vậy ạ. Rồi, xin mời chị Hoa. Dạ, dạ. Nhanh động cá tính rất là hợp với outfit của chị Hoa ngày hôm nay luôn. Đó mọi người thấy không, việc mở hay đóng đồng hồ cũng là một việc rất là khó khăn. Là một người thật đó mọi người ạ. Hỏi thay cho mọi người cách để mở đóng đồng hồ cho nó tiện luôn nha. Rồi mình sẽ đeo vô nè mọi người ơi. Màu hồng Pinger nha mọi người. Màu hồng này là cái màu hồng hơi pha pha chút xíu. Hồng nu nha mọi người. Đó. Mọi người thấy sao? Số rất bự, nhìn rất rõ mọi người, không sợ trễ giờ. Đó, rất là đẹp. Đây mọi người thấy không, hồi nãy rất là nổi gì, rất là tâm. Mọi người thấy lúc mà chị này mà đeo đồng hồ cho mình thì đã đeo bao tay. Không biết là mục đích là gì anh ha. Bao tay này là bao tay của bên anh luôn. À. Logo bên anh. Thì mục đích của mình đó để không đồng hồ nó không có bị dính bụi hay là bị dính vào cái bao tay vào đồng hồ. Rất là tinh tế, một cái điều rất là tinh tế rồi. Thì chắc là em sẽ trả lại đồng hồ lại cho hay là có thể dùng thử cũng được, trải nghiệm. Và trên này là giá kia giảm nha. Ở tại cửa hàng thì đang có chương trình là giảm 10%. Nhưng ngày hôm nay có các bạn tới sự xuất hiện của hai MC xinh đẹp. Thì nếu như ai mà tới like fanpage của mình cũng như là chia sẻ live stream này thì giảm ngay 15%. 15% mọi người nha. Cho một chiếc đồng hồ nha mọi người. Hai chiếc cũng giảm luôn, ba chiếc cũng giảm luôn, mua hết cũng giảm nha mọi người nha. 15% giùm em nha mọi người. Làm thao tác như thế nào? Like fanpage và share livestream xong rồi chụp hình gửi về trên GoToLive nha mọi người nha. Dạ, nhớ là nghe một số điện thoại thêm nha mọi người. 15%. Rồi có câu hỏi ở trên đây đó là địa chỉ của cửa hàng mình ở đâu vậy anh ha? Nhấn mạnh lại một lần nữa giùm em. Hiện tại thì bên SK Time thì có hơn 67 chi nhánh trên toàn quốc. 67 chi nhánh nha mọi người. Là hầu hết các tỉnh nào cũng có. Hầu hết tỉnh nào cũng có. Nhưng mà ở Sài Gòn thì hiện tại là có 5 chi nhánh nè. Và chi nhánh đây là trụ sở chính của công ty là 299 Tô Hiến Thành, quận 10. Còn những chi nhánh khác là như là ở Lotte Gò Vấp nè, ở Nguyễn Đình Chiểu thì có số 545 Nguyễn Đình Chiểu. Dạ. Đây là Lotte Gò Vấp, có Park Gò Vấp nè. Rồi bên chỗ Bằng Hành Môn cũng có cửa hàng nữa. Ví dụ như tụi em lừa thì em không muốn tới cửa hàng á, để em có thể order trên mạng đúng không? Được, bên anh thì có website nè, hay là fanpage. Fanpage thì có là shopdonghohieu.com nè, đồnghosuot.vn. Thì nếu mà khách hàng đặt ở trên đó thì sẽ được giảm ngay là 10%. Cũng như là nếu mà đặt qua app của mình thì sẽ được giảm 15%. Đây, phía bên trong cũng có nhiều sản phẩm lắm á. Đây mọi người có thể thấy là cái fanpage của đồng hồ số 1 Việt Nam mọi người ha, SK Time. Đây là Facebook nha mọi người nha. Còn đây chính là web của bên shop, mọi người có thể vào đó order trên mạng luôn. Mà có thể mua trực tiếp trên mạng thì cũng có giảm giá mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ vào bên trong coi những cái mẫu đồng hồ tiếp theo nha. Wow. Rồi, anh cứ vô đi, anh cứ vô xe đi nha. Anh cứ tự nhiên ở nhà nha. Mọi người ơi, em cứ đọc trên livestream thì có một người comment đó là cho mình xem vài mẫu đồng hồ cho nữ đi. Dạ, rồi, okay. Bây giờ thì mình đã qua cái đồng hồ năng động rồi, mọi người thấy outfit của em ngày hôm nay sao? Rất là sang trọng đó mọi người. Cho em hỏi cái đồng hồ nữ nào đắt nhất ở đây? Đắt nhất ở đây. Mình là phải khách hàng của chúng ta là phải có những người sang trọng như vậy. Dạ. Còn chị, mà cái này á, chế độ bảo hành của mình biết sao ta? Hiện tại thì mình đang đến ở tủ đồng hồ Top Hill. Đây là một đồng hồ thương hiệu của Thụy Sĩ, bộ máy thì của Nhật Bản. Với đồng hồ này thì bên anh sẽ bảo hành chính hãng là 2 năm. Đồng thời hỗ trợ tại cửa hàng của bên anh là thêm 3 năm nữa. Wow.
đó nó sẽ tự động hoạt động hơn. Oh. Còn bên anh là dòng pin. Với dòng pin đó thì bên anh sẽ hỗ trợ cho khách hàng là mình miễn phí thay pin trọn đời. Miễn phí thay pin trọn đời, trời ơi. Miễn phí thay pin trọn đời luôn. Xài tới khi nào mà cái dây nó giật giật nó chớp chớp thì thôi mọi người ơi, chứ không bao giờ sợ hết pin luôn mọi người. Dạ cho em coi coi cái mẫu đồng hồ nào mà cắt nhất ở đây. Đây, rồi lấy cho bạn xem một mẫu tự động đi ha. Cái này là thương hiệu này là độc quyền của bên anh hay là sao anh? À, thương hiệu này là thương hiệu độc quyền, chỉ có bên Active Time mới có thôi. Là Top Heel với lại Bad Den. Hiện tại mình đang xem Top Heel chứ. Đây, thương hiệu Top Heel thì sẽ độc quyền của bên Active Time nha mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ xem thử một cái đồng hồ. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem nha mọi người nha. Mình xem thôi, mình xem đó mọi người. Thì mình có thể bật mí một chút xíu về giá không anh? Giá của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu tiền? Dạ, cái giá này là cái 11.500.000 đồng. 11 triệu cho một sự quý phái. Nhưng mà hôm nay nếu mà giảm giá 15% thì đâu còn có khoảng 10 triệu. 10% mọi người là còn 10 triệu, chưa tới 10 triệu luôn. Trời ơi anh dễ thương luôn, lấy máy tính anh bấm liền luôn mọi người. 9 triệu luôn, dễ thương hết sức. Nếu mà mọi người ngày hôm nay mà ai mà quý phái sang trọng cũng tới, cứ ngay cái đồng hồ Top Heel này là giá của nó sau khi giảm 15% chỉ còn 9.775.000 thôi mọi người ơi. 11.500 mà giảm còn có 9.775.000 thôi, sao mà chịu nổi. Giảm giá mà vẫn sang trọng, giảm nha, nhưng mà độ sang trọng rất là tuyệt vời, mọi người thấy không nè. Độ sang trọng giảm. Anh camera chúng ta quay kỹ lại đồng hồ đi anh, cho thấy được sự sang trọng đó nè mọi người nha. Không có số là đính từng viên đá, mỗi viên đá đại diện cho một đơn vị thời gian, mọi người thấy không. Ở trong đó trời ơi mọi người nhìn đi, cái kim nó đẹp mà cái dây nó ánh vàng lung linh, lấp la lấp lánh, tuyệt vời cho mọi người. Anh thấy cái dây là có bọc ở ngoài là băng keo đúng không anh? Để bọc bằng dây đúng không? Chiếc đồng hồ chính hãng á thì bên cạnh đó đồng hồ mới của mình thì tất cả sẽ được bọc lại hết. Đây là bọc một lớp ni lông ở bên ngoài, kể cả mặt kính và dây đều được bọc hết. Và bên cạnh đó thì tem giá của mình thì cũng phải có cái mã của bên hãng. Đó, phía sau này thì đồng hồ sẽ có một cái mã riêng, mỗi đồng hồ sẽ có một mã, cái đó là mã của hãng quy định để mình xem được đó là hàng thật hay hàng giả nữa. Đồng hồ này mình nhập toàn bộ là từ hãng hay sao? Đồng hồ này bên anh nhập khẩu tất cả là từ hàng chính hãng hết. Giờ đeo thử đi em. Trời ơi, tưởng sao bàn tay em hơi phê liền ngay lập tức mà. Thấy chưa mọi người, bình thường là bàn tay này là bàn tay không có bao giờ mà đeo đồng hồ, mà đeo đồng hồ vô một cái là thấy sang liền mọi người thấy không. Mọi người không đeo đồng hồ mà còn thấy sang vậy. Những dân chơi sành điệu của tôi ơi, hãy nhanh chân đến với SK Time để sở hữu chiếc đồng hồ đó, mọi người thấy không, tinh sáng lắm, là lấp lánh đi mà tối mọi người không thấy đường, chỉ cần giơ tay lên là ánh sáng bật rộng chói lá, ánh sáng chói lá, chói lá làm cho mọi người phải thấy đường luôn. Rồi dòng nữ ha, còn dòng nam của mình sẽ có một số mẫu giống như là giác vàng nè. Giác vàng. Nếu mà ai thích những cái mẫu sang trọng á thì mình cũng có thể một là với cái hàng lựa hay là có thể order riêng cũng được. Thì không có gì đâu mọi người, thì cũng có giác vàng thôi, cũng không có gì nhiều lắm mọi người ha. Còn anh, cái này thì thường giá của mình thì sẽ được phân khúc từ bao nhiêu tới bao nhiêu anh? Hiện tại thì giá đồng hồ thì sẽ có rất là nhiều phân khúc để cho khách hàng có thể thoải mái lựa chọn và sắm cho mình một cái cỗ máy thời gian mà mình không cần phải đắn đo suy nghĩ gì. Thì giá tại cửa hàng bên anh nó tất cả là hàng chính hãng luôn. Nhưng mà giá tầm dưới 1 triệu cũng có, 1 triệu cũng có. Hay là những khách hàng sang trọng hơn thì mình có thể là mấy chục triệu vẫn có. Còn nếu như mà những khách hàng mà mình dùng đồng hồ ở mức độ gọi là tầm trung á thì khoảng 2 triệu, 3 triệu vẫn có một chiếc đồng hồ xịn sò để mà dùng. Nhưng mà cho dù là có giá nào thì hôm nay chúng ta cũng đều được giảm 15% nếu như mọi người chia sẻ cái livestream này. Sau đó mọi người chụp màn hình và sau đó mọi người inbox cho Go To Like kèm số điện thoại cho mọi người sẽ được giảm ngay 15% mọi người nha. Dạ rồi, đây là một trong những cái vấn đề mà khách hàng khi mua đồng hồ rất là quan tâm, đó là lỡ mà làm mất hóa đơn hay là thẻ bảo hành thì phải làm sao đây anh ơi? Đó, hiện tại thì đa số các hãng đồng hồ đều còn bảo hành trên là giấy tờ nè. Hiện tại thì các cửa hàng bên Active Time cũng bảo hành trên giấy tờ luôn. Nhưng mà trường hợp mà khách hàng làm mất thẻ bảo hành đó là một điều mà khách hàng đang rất là quan tâm. Thời đại công nghệ số rồi mà nếu mà giữ hoài cái hóa đơn thì chắc chắn nó cũng sẽ bị hư mà hao mòn gì đó. Thì bên anh cũng có nhập dữ liệu của khách hàng trên phần mềm data của mình. Khách hàng chỉ cần tới đọc số điện thoại của mình thôi, thì lúc đó sẽ check là khách hàng mua vào thời gian nào, còn thời gian bảo hành hay không thì sẽ xử lý theo đúng quy định. Bên mình có nhận bảo hành đồng hồ Casio không anh? Bên anh thì có rất là nhiều thương hiệu như là Casio, Orange, Citizen và những thương hiệu khác. Bên anh đều có nhận bảo hành hết.
là bây giờ bảo hành luôn đúng không anh? Những bảo hành Casio nha mọi người nha. Giả sử nhưng mà mình còn trong bảo hành chính hãng đó thì để rút ngọn thời gian của mọi người thì mình có thể đi thẳng với hãng luôn, không cần phải thông qua hệ thống. Chắc bây giờ mình sẽ đi dạo dạo vòng để cho mọi người coi thấy những cái đồng hồ đây đi mọi người ha. Đầu tiên là City Gem trước ạ. City Gem đây. Đầu tiên là City Gem mọi người ha. Cái này là dòng pin năng lượng. Pin năng lượng. Là chỉ cần có ánh sáng là tự động sạc pin, không cần phải thay pin hay là gì hết. Từ lúc nó hết pin đó, mình bật cái đèn lát của mình lên để vô sáng cái đèn đồng hồ là tự động có pin. Anh cái này có đồng hồ cặp đúng không? Đúng rồi. Cái giữa nè. Đó, đồng hồ cặp nè mọi người ơi. Rồi thấy đó, từ xưa tới giờ. Bây giờ mình qua thương hiệu khác mọi người nha. Citizen, sau đó là Top Film. Rồi, cái này là một đồng hồ Top Film. Ồ, Top Film. Em thấy cái này cũng có đồng hồ cặp nè. Cái này giá là 2.350.000 đồng. Anh lỡ mà em bị hư cái dây á, hoặc là em không thích cái dây này nữa, em có thay được không? Dây thì bên anh có dây rời, nếu mà khách hàng nào mình không thích màu đó thì mình có thể mua một cái dây gọi là Sicua để mà mình có thể thay thế. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên kia rất là nhiều mọi người ạ. Dạ, và trong quá trình mà mọi người đi tham quan tất cả những cái thương hiệu đồng hồ thì mình có hai câu hỏi dành cho cửa hàng. Đó là anh ơi, thì bên em có nhận được câu hỏi của bạn Phạm Đoàn Hồng Trâm, đó là G-Shock GA1101A bao nhiêu tiền ạ? Bây giờ em sẽ đọc lại nha. Có một bạn hỏi là G-Shock GA1101A là giá là bao nhiêu tiền ha? Chắc là mời bạn theo dõi livestream một xíu nữa, nhân viên check giá sẽ báo lại cho mình nha. Dạ rồi, và một bạn nữa tên là Khánh Mai có hỏi là cửa hàng của mình có hãng đồng hồ MicroPulse này không ạ? Hiện tại thì hãng này bên mình đã ngừng hợp tác rồi. Bạn đọc lại cái mã của G-Shock. Dạ, G-Shock là GA1101A. Ồ, anh thấy có một bạn có hỏi là một cái loại đồng hồ DW, như bên này có đúng không anh? Cái nãy em đeo cũng là DW luôn, bên trong này. Cái đồng hồ nãy mà Hoa đeo là DW mọi người nè. Đây là đây cũng có. Dễ đeo. Bây giờ có thể mở ra cho em coi được không? Được, ok. Đây đang giảm 10% mọi người nha. Nhưng mà mọi người thông qua live stream của GoToLive thì mình có thể giảm 15%. Chỉ cần mọi người chia sẻ cái live stream và sau đó mọi người chụp màn hình inbox cho GoToLive kèm số điện thoại thì mọi người sẽ được giảm ngay 15% mọi người nha. Đấy, đây có 3.220.000 đồng. Giá cũng không quá mắc. Giá nói chung là từ tầm trung cho tới là những hàng cao cấp thì có thể là giá cao hơn một xíu, ví như là 30-40 triệu cũng có mọi người nha. Rồi em mình trả lời cái đồng hồ nãy cái mã là G-Shock của bạn á, là giá hiện tại của thị trường là 3.549.000 đồng. Dạ. Khi chúng ta mua tại thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được giảm ngay 15%, chỉ còn lại là 3.016.000 thôi. 3.016.000 nha bạn Trâm ơi. Cái hãng đồng hồ mà hồi nãy mình có hỏi là 3.016.000 bạn ha. Và có một bạn hỏi là làm sao để nhận được voucher nhỉ? Thì các bạn vui lòng like fanpage, share livestream và chụp và gửi về cho GoToLive nha mọi người nha. Kèm theo số điện thoại của mình nữa. Đây. Đây. Nãy ai có hỏi đồng hồ này nè, thương hiệu của DW. Thì bây giờ mình sẽ đeo thử đi ha. Giờ hai tay mình có hai đồng hồ. Người ta là hai tay anh ôm xương rồng giữa cũng đau, thì bây giờ mình hai tay đeo đồng hồ. Rồi có chi nhánh ở quận 2 không anh? Ở quận 2, hiện tại thì quận 2 có một chi nhánh Thảo Điền. Dạ, Thảo Điền. Đúng rồi. Có nha mọi người ơi, bạn Vũ Vi ơi có chi nhánh ở quận 2 nha. Rồi em có cái đồng hồ Casio tay nhưng bị hết pin, nhưng em mua từ cửa hàng khác. Em mang đến mình thay pin và thay dây ra, có được áp dụng ưu đãi 15% không ạ? Với phụ kiện thì chắc là bên mình không được ưu đãi rồi. Bởi vì phụ kiện bên mình là sẽ bán rất là sát giá cho khách hàng, hỗ trợ một cách tốt nhất cho khách hàng. Dạ, và thì ưu đãi đây là sẽ áp dụng cho việc các bạn mua đồng hồ. Dạ đúng rồi, việc mua đồng hồ nha mọi người. Còn bảo hành hay là thay da gì đó thì do là cửa hàng của chúng ta đã có mức giá rất là sát rồi, cho nên là mình sẽ không hỗ trợ giảm giá cho việc thay da hay là bảo hành, mà chỉ hỗ trợ giảm giá cho việc mua đồng hồ thôi nha mọi người. Đây là dòng đi đứt thì mình có bọc một cái lớp nhựa cho mới đồng hồ đó. Khi mà mình mới mua về thì lớp ni lông này sẽ được bọc lại. Khi mà khách hàng mua ra thì mình sẽ mở ra, nó sẽ còn rất là sáng hơn nữa ha. Với dòng này thì các bạn mua ở những nơi khác, người ta bảo hành cho mình là 2 năm chính hãng. Bên mình hỗ trợ cho khách hàng thêm là 4 năm nữa. Là tổng thời gian của mình là 6 năm. Trời ơi.
Còn riêng cái pin này á là thay miễn phí trọn đời. Thay miễn phí trọn đời, trời ơi, bạn xài mà giống như là nhiều khách hàng đó là dùng mình nhiều lúc mà mệt rồi già sau này bệnh rồi cái đồng hồ vẫn còn được thay pin. Dễ thương mọi người ơi, xài là không có sợ tuổi thọ đâu mọi người. Xài bao tuổi thọ? Dạ cái bạn hồi nãy mình hỏi bạn Trâm thì bạn có hỏi là trời anh ơi cái vô trường nó có đến bao giờ, không biết là đang cuối tháng á thì thường người ta chỉ có lãnh lương ha, đầu tháng người ta lãnh lương thì không biết là vô trường mình áp dụng tới bao giờ anh ha. Vô trường của mình áp dụng tới khi nào mà cuối tuần chúng ta trải nghiệm xong hệ thống đồng hồ, giả sử như thường là sẽ 2 tuần đúng không? Nhưng với bộ trời này chúng ta sẽ lên đến 3 tuần cho các bạn. 3 tuần nha mọi người, giảm 15% cho việc mua đồng hồ trong vòng 3 tuần. Bạn Trâm ơi, không cần ngại ngần chi, lãnh lương và tới ngay với SK Time nha. Địa chỉ là 229 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha mọi người nha. Địa chỉ chúng ta sẽ là 299 Tô Hiến Thành nha mọi người. 299 đối diện với Bixi miền Đông. Đúng rồi, đối diện với Bixi miền Đông, đối diện với Bixi miền Đông mọi người. Đây mọi người ơi, mọi người có thể coi cái đồng hồ của DW cực cái này size nhỏ hơn nha. Một chút. Cái này size nhỏ hơn. Đây là size nhỏ. Thì size cái size nhỏ hơn. Cái size hồi nãy với cái size này thì cái size kia có nam có mang được không anh? Hay là chỉ nữ thôi? Cái này. Dạ rồi. Cái này nam sẽ có những mẫu riêng của nam nữa. Ok. Sẽ có những mẫu như dây da, dây kim loại vẫn có riêng. Nhưng mà em thấy là cái này nhỏ hơn thì sẽ ít tiền hơn. Cái này size lớn thì sẽ là 4 triệu, còn cái này thì có là 3.6 á mọi người nha. Nhưng mà nếu mà mọi người đó là giá chưa giảm. Đúng rồi, giá chưa giảm thôi. Đấy, đâu định nói gì đâu. Giá chưa giảm thôi. Nếu mà giá giảm rồi thì anh quản lý đã bấm máy đợi mọi người xíu nha. Là mình sẽ giảm 15%. À còn 3.060.000 đồng. 3.060.000 đồng cho một chiếc đồng hồ rất là nhỏ nhắn xinh xắn như thế này cho nhà mình nha. Đây. Dạ rồi. Về mọi người tháo lớp này ra sẽ ấm ánh hơn. Dạ, rất là thông cảm cho mọi người là ngày hôm nay đi livestream đồng hồ nhưng mà lại là hai cô gái. Nhưng không sao, mọi người em sẽ thay mặt cho đống đàn ông ngày hôm nay sẽ đi trải nghiệm đồng hồ nam mọi người ha. Vậy thì anh có thể tư vấn cho em một cái mẫu đồng hồ nam nào nó vừa lịch thiệp, nó vừa sang trọng nhưng mà mặt nó có giá cả vừa phải không ạ? Ủa anh, bên mình có cà thẻ không anh? Hoặc là có quán... bên mình có thanh toán cà thẻ hay là kết hợp với những ngân hàng như là Payu nè hay là HP Bank cũng có luôn. Dạ rồi, có bạn nó còn hỏi là có FL Credit không anh? Thanh toán qua FE hả? Dạ. Hiện tại nếu mà FE thì bạn sẽ thanh toán có phí. Dạ. Nhưng mà để hỗ trợ cho khách hàng tốt hơn á thì bên mình sẽ có thanh toán của ngân hàng HD thì nó cũng có phí nhưng mà phí nó sẽ thấp hơn một chút. Bên cạnh đó thì có Payu thì các bạn hỗ trợ trả góp 0% không lãi suất nhiều. Có cho nhận cho trả góp luôn anh. Trả góp luôn nha mọi người. Trời ơi đồng hồ xịn quá. Rồi cho em một mẫu đồng hồ nam sang trọng quý phái rồi. Nhưng mà mức vừa phải. Hiện tại thì giờ mình đang đến với thương hiệu của Thụy Sĩ, đây là dòng Oriva. Đó. Bạn ơi, ví dụ như lấy một cái có hộp đi ha. Dạ. Ví dụ như một người nam là thích hộp đi. Một người nam thích hộp nha mọi người nha. Rồi, dạ. Cái này. Cái của mình nó SK Time mà thành lập bao nhiêu lâu rồi anh? Bên anh thì lịch sử hoạt động nó đã được hơn 25 năm rồi là khẳng định năm. Được thương hiệu của mình trên thị trường. Trời, lúc đó có 25 năm mà mọi người. Lúc đó mình cũng chưa sinh ra luôn mọi người ha. Rồi, anh ơi vậy thì cái tiện ích và là cái đặc trưng của cái dòng đồng hồ này là gì nha? Với dòng này á, là một thương hiệu Thụy Sĩ nó khá là nổi tiếng từ trước đến nay rồi. Nhắc đến Oriva thì chắc là rất là nhiều người biết. Nó có bộ phong thủy giống như là song long chầu nguyệt nè, hay là cá nhảy nè, đó là những bộ phong thủy riêng của Oriva mà những dòng khác không có. Nó đeo dòng này thì một là thể hiện được đẳng cấp của người đeo nè, thứ hai là thể hiện được cái phong thủy để mà mọi người gọi thuyền thuận lợi trong công việc làm ăn nè, cuộc sống nè, và sức khỏe nó sẽ thuận lợi hơn. Rồi, vậy thì những anh nam ơi, những người đàn ông của chúng tôi ơi, ai mà cần phong thủy, cần làm ăn thì chúng ta hãy đến với Oriva nha mọi người. Đó, rất là đẹp luôn, hai vòng, thích hộp có hộp, mà thích không hộp có không hộp luôn nha mọi người. Này là có hộp. Dạ rồi. Cái này là hộp ít hơn. Dạ rồi, hộp ít hơn. Cái này tự động. Cái đó cái hộp bên trong là bằng kim cương nha. Kim cương. Kim cương kìa mọi người. Em có nghe lầm không? Thường thì mọi người nghĩ là kim cương nó sẽ rất là mắc. Tại sao mà khi mà bỏ vào một chiếc đồng hồ như vậy thì kim cương nó lại có giá thấp hơn? Thì ở đây á, nếu kim cương mà nguyên khối á, thì giá nó sẽ cao hơn, đó là điều hiển nhiên. Còn đây là những cái mảnh vụn của kim cương, thì người ta tận dụng những mảnh vụn đó, người ta bỏ vào đồng hồ. Nên là cái giá trị của chiếc kim cương này nó vừa
chất lượng thì nó như nhau nhưng mà giá trị của nó sẽ thấp hơn một chút. Dạ. Nhưng mà đồng hồ của mình thì nó vẫn có thể là thể hiện được đẳng cấp. Bên mình có bán online nha mọi người nha. Bạn Yên Chi có hỏi, rồi đồng hồ có giá rẻ nhất là bao nhiêu anh? Đồng hồ hiện tại thì có rất là nhiều phân khúc, giống như dòng Casio, dòng F á, thì mình bán theo giá niêm yết của hãng là chỉ có 282.000 thôi. Wow. Đó. Bên cạnh đó thì có những dòng khác thì dao động tầm khoảng 600-700 vẫn có, đó là theo giá của hãng luôn. Đồng thời thì các bạn có thể mua những dòng như là trên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, thì tầm khoảng 5 triệu trở lên vẫn có. Đây, mọi người có thể thấy là cái dây da nè, dây da mà mọi người muốn thay đổi, cái dây của mình khi mình mua về á, thì ở đây sẽ có hỗ trợ cho mọi người đó, quay một vòng cho mọi người thấy nè. Đây là những cái dây dành cho nữ nè. Có đủ hết không? Có rất là nhiều màu. Từ dây da tới dây, có dây nhựa không anh? Dây nhựa thì mình phải đặt của hãng. À, dây nhựa là phải đặt của hãng nha mọi người. Ví dụ như là Casio thì có dây nhựa nè, lúc đó mình phải đặt hãng lên. Dạ, còn đối với dây da là mọi người cứ tới là thay thôi. Cái này không cần đặt trước luôn. Dây da thì mình sẽ có các loại như là dây da bò nè, da đà biểu, da cá sấu, da tổng hợp. Nhưng mà em thấy đây có mức giá là 340 cho tới là 620.000 đồng. Đúng rồi. Sẽ có những dòng 280. Ồ em có thấy, em thấy có. Đây 180 cũng có luôn mọi người nè. 180. Có khách hỏi là bên mình có hiệu MVMT không anh? Hiệu này thì bên mình hiện tại không có rồi. Rất tiếc cho bên Mi Kim là không có hãng này bạn nha. Bên mình có trang sức kèm với đồng hồ không anh? Em thấy hồi nãy luôn là em thấy bên này có luôn. Đây, nhưng mà cái này không phải là bán đúng không anh? Em thấy chỉ có một cái duy nhất rồi. Nhưng mà cái này chắc là mình không bán đúng không? Hiện tại mình còn để trong kho nữa, nhưng mà bên cạnh những cái dòng này á thì mua sản phẩm của đồng hồ Top Heel thì bên mình sẽ tặng một cái này luôn chứ không có bán. Anh thử lấy ra cho em coi được không? Mua xịn quá trời ơi. Anh mà mua đồng hồ của Top Heel là giá nào cũng được tặng hết hay là phải phân khúc từ bao nhiêu mới được tặng cái lắc này anh? Ví dụ như đồng hồ nữ thì mình sẽ được tặng một cái lắc tay. Còn đối với đồng hồ nam thì sao anh hả? Đó, đồng hồ tặng nam mình sẽ có một cái độc lạ hơn nữa. Các bạn nghĩ đây là cái gì vậy? Giống cái USB vậy anh? Đây sẽ là một cái quẹt lửa tia hồng ngoại. Có in thương hiệu của Top Heel luôn. Đúng rồi. Đây có cái vàng. Cái này chỉ cần trượt lên thôi, nó giống như bếp hồng ngoại của mình vậy, trượt lên nó sẽ có phát sáng quá nhiệt. Đúng rồi, xịn luôn. Bên cạnh đó mà bạn nam mà thích trời nắng nóng quá thì mình sẽ có một bình giữ nhiệt nè. Bình giữ nhiệt để mà nóng quá. Bình giữ nhiệt thương hiệu Top Heel luôn mọi người nha. Có Apple Watch không anh? Đồ mình có Apple Watch không? Apple Watch thì bên mình dự kiến là tầm khoảng tháng 11 thì bên mình sẽ nhập hàng về. Mà anh sao mình lại gọi là SK Time mà phải là cái tên khác à? SK Time thì bên mình lấy tên này từ trước đó là 25 năm trước rồi. Đó, thì kết hợp giữa trong công ty mình thì có gọi là hộ kinh doanh, lúc đó là đầu tiên là hộ kinh doanh trước. Sau đó hai anh tên chữ đầu là S, tên chữ đầu là K. Hai anh kết hợp lại là SK Time. Anh nói về thời gian, tức là cả gia đình cùng nhau kinh doanh và tâm huyết hết tất cả về cho những cái cỗ máy thời gian và đồng hành đến ngày hôm nay luôn. Một cái tên rất là ý nghĩa nha mọi người. Cái tên ý nghĩa như vậy thì sao ạ? Mọi người nhớ là share livestream nè, like fanpage nè, xong rồi nhắn tin cho GoToLive để đi kèm số điện thoại đó nha mọi người, để liên lạc với lại SK Time để mình nhận được voucher 15%. Quá tuyệt vời mọi người. Còn trên trời gì nữa? Dạ hồi nãy giờ thì em cũng muốn tư vấn thêm á chị. Thì ra hồi nãy giờ thì em mới được thử có một cái đồng hồ mắc nhất thôi à. Thì bây giờ em muốn hỏi là đối với nữ thì cái đồng hồ nào thì nó thích hợp ha chị ha? Chắc là bây giờ mình qua bên này đi em ha, cho mọi người coi hết tất cả các đồng hồ ở đây. Tại vì đa số thương hiệu nào cũng có đồng hồ nam với nữ hết. Dạ, nhưng mà em muốn là cho mọi người nhìn thấy hết được tất cả các đồng hồ mà đang có tại cửa hàng. Đây là Citizen nè. Dạ, Citizen đây. Đây là cái gì Citizen mọi người nha. Cái điểm khác biệt của Citizen so với những cái hãng đồng hồ khác là gì anh? Citizen thường á thì nhắc tới Citizen thì mọi người sẽ biết nó là một cái thương hiệu hình thành rất là lâu rồi, từ cái thời đầu mà gọi là đồng hồ mới ra đời đó. Thì nó được thiết kế, cái đặc điểm của nó là nó sẽ hơi dày một chút, hơi và dày. Thiết kế của nó là có vẻ gọi là một là mạnh mẽ nè, cổ điển, mang một chút cá tính, gọi là nó hơi văn phòng nhé. Đây mọi người ơi, đây mọi người có thể thấy là cái cặp visit của SK Time mọi người nha, có thương hiệu Casino nè, Citizen nè, Seiko nè, Orange nè, nó rất là nhiều thương hiệu. Đây
địa chỉ là 299 Tô Hiến Thành, quận 10 là chỗ mà Phương Hoa cũng như là Nhật Tú đang đứng ở đây. Còn 299 nha mọi người nha. Dạ, còn đây là những cái chi nhánh khác của SK Time trên toàn quốc mọi người nha, Bình Thuận cũng như là Quảng Ninh. Rồi bây giờ chắc mình sẽ quay vào bên trong đi ha, quay vào bên trong để xem coi là ngày hôm nay còn rất là nhiều đồng hồ mọi người ạ. Hôm nay còn rất nhiều đồng hồ, mình phải đi hết cái cửa hàng này nha mọi người nha, để xem được tất cả những đồng hồ nam, đồng hồ nữ. Rồi đây mình sẽ đi vào trong anh ha. Rồi tiếp theo dạ, hiểu Citizen đúng không? Đây cũng là Citizen luôn. Đây, đối với Citizen thì mình có một cái câu hỏi, đó là mình có bán dây Citizen riêng không anh? Có, cái này thì mình cứ mang đồng hồ tới cửa hàng bên mình, rồi mình sẽ đặt hãng, hãng sẽ báo cho mình là màu nào, dây nào phù hợp với đồng hồ nào, và giá cũng là giá của hãng đưa ra luôn. Wow, vậy là mọi người chỉ cần đem đồng hồ đến ASK Time là từ đầu đến đuôi mọi người ơi. Đó, nhớ cho mọi người. Đây. Đây là trả góp nè. Nếu khách nào mà mua cái đồng hồ mấy chục triệu mà cảm thấy bỏ tiền lần tiếc quá để trả góp đó, đây là ngân hàng HD. Còn nếu như khách nào mà có thẻ tín dụng á thì mình sẽ có chương trình của Bayu. Bayu thì trả góp 0%, không lãi suất luôn. 0% lãi suất luôn nha mọi người. Chỉ cần đến mà mua thôi mọi người. Giá cả ưu tiên tất cả mọi thứ SK Time đã luôn luôn support cho khách hàng để có được một chiếc đồng hồ ngon lành đeo trên tay liền mọi người. Dạ, cho em hỏi là có đồng hồ thông minh không anh? Đồng hồ thông minh giống như là Apple Watch nãy mình nói đó. Dạ. Khoảng là tháng 11 thì bên mình mới nhập hàng về. Dạ rồi. Bây giờ mình vào bên trong đi anh hai, cho mọi người cùng thấy tất cả những mẫu đồng hồ của nhà SK Time. Rồi, cái này mình chỉ có ở dưới này thôi chứ đây chỉ đầu thôi chị. Ở trên lầu con hàng. Hai cái là kho hàng. Nhìn thấy nha. Ở trên lầu sẽ là kho hàng, còn ở dưới này thì sẽ trưng bày các mẫu đồng hồ. Rồi bây giờ mình sẽ đến với thương hiệu Bestdom. Dạ, Bestdom này em thấy rất là nữ. Có của nam không chị, hay là chỉ dành riêng cho nữ không? Dạ nam nữ có hết chị nha. Dạ nam nữ có hết hả chị ha. Cái này giống nhau nè, cái này là đồng hồ cặp nè. Thương hiệu này bên em cũng là độc quyền phân phối tại Việt Nam. Độc quyền phân phối tại Việt Nam, trời đất ơi. Rồi đây anh né ra xíu đồ mình đây. Bây giờ mình thấy chúng ta tới với chuyên mục khoe. Đây, rồi anh ơi, đây là những cái sản phẩm, những cái giải thưởng như thế nào, anh giới thiệu sơ qua cho tụi em biết được không? Giải thưởng thì bên SKT có rất là nhiều, nhưng mà sẽ phân khúc là mỗi cửa hàng ít. Hiện tại thì cửa hàng này thì sẽ có là top 10 thương hiệu số 1 tại Việt Nam. Rồi bên cạnh đó thì sẽ có những cái chương trình khảo sát của khách hàng được chứng nhận là hàng thật. Rồi sẽ có những cái thương hiệu, những cái danh hiệu là được khách hàng ưa chuộng nhất năm nè. Đó, thì sẽ có rất là nhiều. Em thấy có một cái bức hình ở bên kia, có một cái người nhận cái bằng đó, thì không biết đó có phải là CEO người sáng lập ra SK Time không ạ? Đúng rồi, đó là một trong những người sáng lập ra SK Time. Đó là anh đang nhận cái giải thưởng là top 10 thương hiệu Việt Nam. Top 10 thương hiệu Việt Nam nha mọi người. Đây, mọi người có thể thấy ở dưới này Skygon nữa nha. Đây là Skygon nha mọi người. Skygon. Cái này là da gì vậy? Sao nhìn nó không giống da lắm nha. Cái này là da của bên ngoài luôn. Dạ. Da này thì không có bán ngoài thị trường nhiều. Cái này là có khoảng 4.630.000 đồng. Có một bạn hỏi là giá có cao không ạ? Giá cái này là giá sẽ tầm trung nha mọi người nha. Nói chung là phân khúc nào cũng có, mấy trăm ngàn cũng có, mà mấy triệu cũng có, mà mấy chục triệu cũng có nha. Mọi người có thể tới SK Time hoặc là có thể là vào web của SK Time để có thể tham khảo các mẫu đồng hồ cũng như là giá cả của SK Time. Rồi chắc bây giờ mình qua đây đi ha. Dạ, xin chào Thi. Thì hiện tại chi nhánh to nhất chính là chi nhánh mà chúng tôi đang có mặt ở đây, chi nhánh 299 Tô Hiến Thành, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh nha Thi nha. Đây là bự nhất rồi, tụi em không có review nhỏ đâu. Nhỏ tụi em review, tụi em phải chơi chỗ bự nha mọi người. Đây, chi nhánh 299 Tô Hiến Thành giùm em luôn. Dạ, SK Time có bán shopmail không anh? Trung tâm thương mại Trong các trung tâm thương mại đều có hết. Ví dụ như là các tỉnh đều có những trung tâm thương mại như là hệ thống Vincom nè, Copmark nè, Lotte nè, hay là bằng Mon đều có của SK Time trong đó có đồng hồ hết. Có một câu hỏi rất là hay đúng không chị ha? Làm hai đứa phải bất ngờ luôn, đó là làm sao để biết được là đồng hồ chính hãng? Đó, câu hỏi này thì cũng rất là nhiều khách hàng đặt câu hỏi với hệ thống đồng hồ, không riêng về SK Time mà nhiều đồng hồ khác thì khách hàng cũng đặt câu hỏi. Để phân biệt được một chiếc đồng hồ chính hãng thì chúng ta cần ví dụ như một chiếc đồng hồ đi, mặt sau của nó sẽ có một cái mã số riêng, mà mã số này là hãng cấp, mà những khác thì không có được cái hãng mã này. Thế
thứ hai nữa là cái mã mà kia trên cái tem giá đó thì cũng cũng có ghi cái mã đó khớp với lại cái mặt sau đồng hồ của mình, thì đó xác nhận hai cái đó là khớp nhau. Rồi tiếp theo nữa, mà khi mà một đại lý mà phân phối hàng hóa về hàng chính hãng đó thì sẽ được hãng cấp một cái giấy chứng nhận. Đa phần người thì các bạn sẽ thấy trong tủ, ví dụ như thế này, ở trong tủ nó sẽ có một cái giấy chứng nhận như thế này và đóng dấu của bên hãng đó, để xác định tại địa điểm này là hàng chính hãng, là có phân phối hàng chính hãng của hãng. Và đồng thời khi mà chúng ta có một cái mua một cái đồng hồ á, thì chúng ta sẽ có ngay một cái card bảo hành, và card bảo hành này là card chính hãng luôn, và những cái cửa hàng khác thì sẽ không có. Giả sử như mà hàng trôi nổi thị trường thì sẽ không có cái card này. Card này là card của hãng nha, có con dấu và tem của hãng luôn đó. Đây là tem của hãng không anh? Đúng rồi, cái tem này của hãng mới có, mình không có. Rồi sẽ có nhiều trường hợp là khách hàng sẽ hoài nghi về những cái thông tin này, thì chúng ta sẽ mang cái đồng hồ của mình đi thẳng lên hãng luôn. Nếu mà trường hợp mà chúng ta đi thẳng lên hãng đúng không, mà xem thử hỏi hãng là đồng hồ này có phải là bên hãng mình sản xuất hay không. Trường hợp nếu mà mua hàng tại hệ thống Akatham mà chúng ta mang lên hãng, hãng nói là cái này không phải của bên tôi, thì cửa hàng Akatham sẽ là 1 đền 10 cho sản phẩm đó. Ví dụ như 10, ví dụ như mọi người mua cái đồng hồ 11 triệu á thì đợt có 100 mấy chục triệu à mọi người. Dạ rồi. Chắc là bây giờ mình sẽ tất cả những hàng như là Citizen nè, OB nè, Senko nè, đó Citizen những cái dòng đó mang lên hãng đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra những cái này có phải là hàng chính hãng hay không. Chắc bây giờ mình sẽ đi dạo một vòng cho mọi người thấy được tất cả những cái mẫu đồng hồ này đi chứ. Dạ thật ra thì bây giờ mà có dạo cửa hàng 1000 lần thì cũng không bằng các bạn hãy đến trực tiếp với SK Time mọi người. 299 Tô Hiến Thành, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là khi mọi người like và share livestream này, nhắn tin chụp hình cái đó lại, nhắn tin cho GoToLive, và các bạn sẽ được kèm theo số điện thoại để được giảm 15% khi mua hàng tại SK Time nhé. Và bây giờ thời gian thì có hạn. Thêm một cái thông tin nhỏ nhỏ nữa. Thông tin cuối cùng mọi người chốt. Khi mà khách hàng mua hàng đúng không, giả sử như mua xong cái gì mà không có thích á, thì bên mình sẽ hỗ trợ chính sách là đổi hàng trong vòng 7 ngày đổi một. Cho dù là khách hàng cái mẫu đó không ưng ý, em mua gì mẫu đó không ưng ý ra vẫn đổi được. Trước 7 ngày là được. Điều kiện là đừng có bị trầy xước vậy là được rồi. Rồi vậy nha mọi người, đổi trả trong vòng 7 ngày. Đổi thôi, không có trả. Đổi mọi người, đổi trong vòng 7 ngày. Nếu mà bữa nay mình không thích màu này nữa ra đổi vẫn được nha mọi người. SK Time vẫn hỗ trợ. 299 Tô Hiến Thành, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, voucher 15% đến từ GoToLive. Và bây giờ thời gian hữu hạn rồi, cho nên là bọn mình xin phép là sẽ chào tạm biệt mọi người. SK Time và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở livestream lần sau của GoToLive để chờ xem trải nghiệm lần sau là gì nha. Bye bye. Xin chào và mãi chúc đơn.